Chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng Marco chương 6 từ câu 7 cho đến câu 13. Trong câu 7 nói lên phẩm chất của người môn đệ. Câu 8 và câu 9 nói lên hành trang của người môn đệ. Câu 10 và 11 nói đến hai thái độ của cuộc đời. Và hai câu cuối cùng 12 và 13 nói lên sứ mạng của người môn đệ. Chúng ta cùng đi thứ tự từng câu một. Người gọi nhóm 12. Thưa, trước khi Chúa gọi 12 ông này là 12 ốc đảo, chúng ta thử đọc tên của 12 tên sau này sẽ là tông đồ. Trước đó như Matthew, Phêrô, Giacôbê, Gioan là những người đầy cá tính. Và chẳng ai muốn nối 12 cá tính này lại bởi vì không thành đâu. Các ông dữ dằn và khác biệt đại diện cho cái thế giới bất toàn và khó hiểu nhất này. Sự khác lúc đó không có hòa hợp được, cho nên mang tính đối kháng, sẵn sàng chia cắt, sẵn sàng làm tổn thương nhau và tự chữa lành vết thương cho mình. Khi con người ta không thể hòa hợp và sống với thế giới và bị thương, thì một là người ta đóng cửa lại, co mình vào trong một thế giới thật chặt. Tôi an toàn trong đó, chật chội nhưng tôi chấp nhận. Hoặc là mình tấn công người khác, tức là gây hấn, để cho mọi người xa tôi ra, đừng có đụng đến. Hoặc là thỏa hiệp luồn lách để làm sao cho mình đạt đến đích mà không bị thương. Cả ba cách đó đều khốn khó và lệch lạc. Chúa Giê-xu không muốn cái thế giới Ngài tạo ra, nhân loại Ngài tạo ra lại phải sống trong một sự e dè và khốn khó đó. Thế Ngài chọn 12 người với cá tính mà trần gian đã thất bại. Sau lời Chúa gọi thì các ông thành môn đệ. Hãy để ý đến tiếng gọi là lời của Chúa, là yếu tố thiêng liêng. Chúa gọi bao giờ cũng tròn trịa và trung thủy. Người đáp bao giờ cũng bất toàn và đổi thay. Nhưng mà Chúa là đấng thánh thiện, làm việc trên thực tại bất toàn của con người. Và chỉ cần các ông quảng đại mở lòng thì Chúa sẽ làm việc. Sau tiếng gọi là sự ở với, và 12 cái cá tính không thể hiệp nhất kia bây giờ trở thành một nhóm. Ngay lúc mà quy tụ thành một nhóm đã là phép lạ, vì nhờ Chúa mà họ có ơn gọi, và nhờ ơn gọi họ mới nên một với nhau. Như vậy thì Chúa đang làm việc để cho những cá tính đối kháng bây giờ có thể hiệp nhất bên nhau nhờ Chúa. Ở với là nên một với Chúa trong cuộc sống. Chúa sống làm sao, tương tác thế nào, hiền hòa với những bất toàn cuộc đời, và nhờ đó Chúa tương tác với ai cũng nhẹ nhàng. Và như vậy các ông phải ở với Chúa 3 năm để bắt chước Chúa trong cuộc sống. Nên giống Chúa trước rồi mới được Chúa sai đi. Ở với là nên giống Chúa trong cuộc sống, sai đi là cộng tác với Chúa trong sứ vụ. Và chỉ khi các ông giống Chúa thì sai đi mới nói và làm những điều như Chúa. Khi cái phần đầu mà ẩu, không bài bản và quá ngắn thì mình chưa kịp giống Chúa, mình đã được sai đi. Và Chúa đẹp, mình xấu, cho nên mình làm tổn hại cái khuôn mặt của Chúa và khuôn mặt giáo hội còn tồi tệ hơn. Vì thực sự có những người môn đệ đóng góp lớn nhất là đừng làm gì và đừng nói gì. Thì đó là lau cướp lớn nhất của cuộc đời họ. Cho nên đây là một tiến trình rất bài bản. Chúa gọi, ở với và sai đi. Và quý vị, các anh chị em sẽ thấy một sự làm việc thật tuyệt vời giữa Thiên Chúa toàn năng với bất toàn con người. Cho đến lúc Chúa sai đi thì những cái khác ngày trước các ông khác nhau, bây giờ vẫn thế thôi. Nhưng mà các ông đã có những cái tính tình, đức tính khoan dung, chờ đợi, khuyên bảo, lắng nghe, khuyến khích, nâng đỡ, thì sự khác biệt không đối kháng với nhau nữa mà trở thành bổ túc. Đấy, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, tình yêu sẽ cho tiếng cười. Đó là thế. Cho nên sự khác biệt này nếu có tình yêu chạm vào thì sẽ ra phép lạ. Thì sau một thời gian Chúa đã huấn luyện xong và cảm thấy các ông ổn thì Chúa sai đi.
Và Chúa căn dặn rất kỹ. Vậy bây giờ mình bước qua hai câu sau, câu 8 và câu 9. Chúa nói với các ông, anh em nên cầm gậy để cho bước chân vững chãi. Anh em nên đi dép để cái chân đưa mình đi không có bị tổn thương. Nhưng anh em đừng mang lương thực, bao bị tiền bạc và mang nhiều áo để cho cái hành trang của mình nặng nề. Như vậy những lời căn dặn này của Đức Chúa là hãy mang cái hành trang vật chất càng nhẹ bao nhiêu càng tốt, và cái hành trang lo cho mình càng đơn giản hết sức bao nhiêu có thể. Đừng để cho có gì vướng chân mình. Tiền bạc, tương quan, quyền lợi sẽ khiến cho mình không đi được nữa. Và hãy đi với lòng tin, tin nơi sự khoan phòng của Chúa và tin nơi lòng tốt của con người. Vì thờ thì đáng được trả công. Sau đó rồi câu 10 và câu 11, Chúa dặn về hai thái độ cuộc đời. Anh em sẽ tiếp cận với cuộc đời với những con người ở mỗi vùng miền văn hóa, quan niệm khác nhau. Nơi nào mở cửa đón nhận thì anh em ở lại với tất cả lòng tri ân, khiêm tốn và đơn sơ. Đừng ngồi nhà này và nói ôi nhà kia cao hơn, có máy lạnh, có xe hơi, cho tôi qua nhà kia. Không, chứ ông nói như vậy. Hãy khiêm tốn để cho đời có sao, cái vùng miền mình có sao, cái người mà mình phục vụ, mức độ của họ thế nào, họ cho gì mình dùng đó. Đó là một thái độ đơn sơ, khiêm tốn và tri ân. Còn thái độ thứ hai là khước từ, gõ cửa cuộc đời, căn nhà tâm hồn của ai đó mà họ mở ra nói ô đây là điều tôi không cần. Tôi biết anh muốn trao giá trị tinh thần nhưng tôi cần giá trị vật chất. Tôi đóng cửa lại. Thì Chúa nói đừng cay đắng, đừng dừng lại. Có bao nhiêu những người bắt đầu cái sứ vụ của mình và việc thiện của mình với rất nhiều nhiệt huyết, nhưng mà cuộc đời không đón nhận, thế là mình cay đắng. Và mình đứng tại chỗ mình nói tôi đến với lòng tốt như thế, tại sao không đón nhận tôi? Và chỉ vì tranh cãi mà bao nhiêu việc tốt phải làm mình không làm nổi, và mình dừng lại ở chỗ không đáng cần. Chúa nói một thái độ rất tuyệt. Những nơi khước từ anh em, đừng cay đắng, đừng dừng lại, mỉm cười và nói tôi mang quà tặng nhưng bạn không nhận thì tôi đi tiếp đây. Và sự bình an phải giữ trong trái tim của người môn đệ và cái đầu để mình có thể đi tiếp. Nếu như mà mình cay đắng, hận thù và trách móc thì mình không thể cho điều tốt lành được, bởi vì có đâu mà cho. Đó là hai cái tuyệt của câu 10 và 11. Cuối cùng là hai câu 12 và 13 nói lên sứ mạng của người môn đệ. Câu thứ nhất, hãy kêu gọi sám hối, là từ hiện tại nhìn về tương lai. Người môn đệ nặng lòng và làm việc cho một thế giới, một nhân loại tốt đẹp hơn, nơi con người ta cư xử với nhau nhiều tình hơn, nơi một thế giới người ta trân trọng, tôn trọng nhau để làm điều tốt. Đó là cái nhìn từ hiện tại đến tương lai. Xin các anh chị hãy xét mình để cái gì mình cần phải loại bỏ không? Hay những điều tốt mình có thể làm điều tốt không? Đó là sứ điệp sám hối. Câu sau nữa là Chúa nói hãy chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền của cuộc đời. Đó là cái lời Chúa nói người môn đệ phải sống cái hiện tại, cái thực tại bất toàn của trần gian. Và cái câu nói đó, Chúa lập tức ưu tiên, một lựa chọn ưu tiên của các môn đệ khi nhập cuộc không phải là đến nhà các đại gia trước, đến một nơi hỏi nơi đây có người giàu không? Không, mà phải hỏi rằng nơi đây trong căn nhà này có ai đau khổ không? Có ai bệnh tật không? Có ai bị loại trừ không? Có ai đau đớn không? Đó là những con người mà những môn đệ của Chúa phải được ưu tiên đầu tiên. Thật tuyệt vời, cái mà Chúa dạy ngày hôm đó đã phác họa nên chân dung của người môn đệ, hành trang của người môn đệ, sứ mạng của người môn đệ và thái độ nhập cuộc với cuộc sống. Nhờ ở với Chúa tốt mà được sai đi tốt, và chỉ sai đi tốt thì mới có quyền trừ quỷ. Có biết bao nhiêu những môn đệ đi vào nói thuyết, lý thuyết rất hay, rất cao mà không trừ được quỷ. Lạy cha, con đau nơi cái thân xác này quá. Tôi có học y đâu. Vậy thì con đau trong tâm hồn quá. Tôi chỉ nói thôi,
không chữa được. Và đó là quyền không trừ quỷ. Cụ thể hơn, có những vị linh mục hoặc là những vị mục tử khi rao giảng về tình yêu, vì cái bài hôm đó nói về tình yêu, Chúa nói hãy tha thứ cho nhau, nhưng cuộc đời nói tôi tin ông này vì ông ấy nói và ông tha thứ cho nhau, nhưng tôi không tin ông này vì ông ấy nói thì ông băm nhau ra. Cái đau là chỗ đó. Người ta cần chứng từ tốt, nhưng người ta cần chứng nhân sống những điều đó. Và đôi rất là nhiều khi người môn đệ của Chúa rất giỏi nơi cái miệng, nhưng rất tồi nơi cuộc đời. Và đó là điều khó. Đôi khi cuộc đời nói rằng thà là anh nói dở, rồi anh sống dở cho tôi đỡ thất vọng, để anh nói hay quá. Nhưng đến khi anh sống anh tồi quá khiến cho tôi mất niềm tin. Đó là điều cần. Thì Chúa nói rằng hãy chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền của Chúa, của cuộc đời. Và các anh chị sẽ thấy con người ta đau trên tất cả mọi bình diện, thể lý này. Tôi cần ăn mà không có thuốc, không có đồ ăn. Tôi rét run mà không có áo. Tôi có bệnh mà tôi không có thuốc. Đó là những bệnh của thể lý. Mà giáo hội của mình có nói thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết. Đó là những người quyền năng nhận định cuộc đời đau khổ ở những vần đó và đụng chạm trực tiếp đến, chứ không phải là chỉ nói thôi. Đó là những việc mà giáo hội đang làm những ngày hôm nay. Nấu cơm để mang đến cho những con người đang đau khổ, lạc loài mà ngay con cháu họ cũng không có lo được. Rồi thì con người đau ở phần tinh thần, lạc lối, lo âu, mê muội, không người an ủi. Thì cái phần linh hồn, giáo hội vẫn nói lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội. Đó là những kỹ năng và những con người học thành chuyên viên của giáo hội sau nhiều năm học hành ở với, để có thể có kỹ năng chạm đến những phần đau đớn của cuộc đời và chữa cho được, chứ không phải là lý thuyết. Chứ không phải là lấy lời dữ mà khuyên người, đe dọa kẻ mê muội. Giáo hội và Thiên Chúa muốn những người môn đệ của mình có một hành trang rất nhẹ với bản thân, nhưng nặng lòng với cuộc đời. Là những người không chỉ nói lý thuyết, mà là những người biết chạm đến những phần đau khổ của trần gian và ra tay chữa lành. Đó là quyền trừ quỷ. Và những lời căn dặn của Chúa hôm nay thực sự tuyệt và trở nên cái chân dung của người môn đệ như lòng Chúa mong ước. Ở với để chuẩn bị người mình và những kỹ năng, những chuyên môn để mình có thể chạm đến cái thế giới bất toàn và khổ đau kia trên một bình diện, hai bình diện cụ thể. Đó là như thế. Nhưng mà đó là lời Chúa mong ước, đời mong ước và mình cũng mong ước. Nhưng cụ thể có những môn đệ lại cần, những điều cần lại chả có, và có rất nhiều điều có lại chả cần, thế mới đau. Và cái chân dung của Chúa phác họa vẫn là địa là số ít và vẫn là chờ mong. Xin các anh chị đừng nghĩ các môn đệ là lập tức chuyển thẳng đến những người sống đời sống tu trì. Không, chúng ta cũng sống đời gia đình hoặc là độc thân thì mình vẫn là người môn đệ, vì mình là người Kitô hữu. Các anh chị nối mình nếu đi tu trì thì nối đến cộng đoàn mình đang sống và dòng tu dẫn mình đi. Những người đang sống đời gia đình thì nghĩ ngay đến vợ, đến con, đến chồng. Đó là cái cộng đoàn mà Chúa đang nhờ mình để sống. Đừng nói lý thuyết, đừng chia thì tương lai với nhau, hãy sống hiện tại. Ngày mai mình còn sống đâu mình biết. Để mai mốt rằng để đến lúc đó tôi bắt đầu yêu thương, không có được. Đời sống đó có bao lâu mà hững hờ. Cuộc đời mình không dài và không đủ giờ để sống yêu thương. Đừng phí cho những chuyện vớ vẩn. Để rồi thì mình xin Chúa, như lạy Chúa, nếu như con được Chúa gọi thành Kitô hữu, thành tu trì và người sống đời gia đình, bây giờ mình ngồi xét mình lại và mình thấy đã có bao nhiêu những lời đáp lúc đầu đầy động lực mà bây giờ không còn chân thành, mất lửa, để xin Chúa nâng đỡ mình. Hoặc là mình có ở với nhưng không đúng bài bản,
cho nên mãi mình chẳng giống Chúa. Và vì vậy cho nên mình được sai đi, mình không trừ được quỷ, trong khi anh chị em của mình, gia đình kia, họ hạnh phúc, họ làm được việc này việc kia, nhưng tôi vẫn loay hoay trong những cái chuyện này chuyện nọ. Mình không thể thánh hóa được, và không thánh hóa được đời nó tục hóa mình trước. Để rồi thì mình quay lại với chân dung của Chúa hôm nay để xin Chúa thánh hóa con trước, quay lại với cái giai đoạn ở với Chúa trước, tĩnh lặng một chút đi, để rồi mình được Chúa thánh hóa. Rồi Chúa sẽ nói bây giờ thì con đi đi, con đi đi, con giống Cha trong một phần nào đó. Và bắt đầu mình mang tình yêu của Chúa chạm đến những thân phận của cuộc đời, nhẹ nhàng, tôn trọng, chữa lành. Xin Chúa cho chúng con có được trái tim của Chúa. Chúng con ý thức được ơn gọi của chúng con là Kitô hữu, dù sống trong ơn gọi nào, thật cao quý biết bao nhiêu, để chúng con tương tác với cuộc đời tha nhân, không phải là để cái tôi lớn lên, mà để cho cái tôi của mọi người, chúng ta được lớn lên. Nâng đỡ chúng con trong ơn gọi này. Lạy Chúa.